Nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị tất cả các cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện ích, cửa hàng Bách Hóa Xanh, siêu thị Wincom, siêu thị Co-op Mart không mở cửa kinh doanh mua bán phục vụ khách hàng kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, thời gian bắt đầu thực hiện kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2021. Cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn thành phố không ra đường sau 18 giờ hàng ngày, trừ trường hợp cấp cứu và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện đối với các hoạt động của các cơ sở kinh doanh và tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp cũng đã có văn bản tương tự để hạn chế người dân ra đường sau 18 giờ để phòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.